Hi Aldo, mến chào toàn thể quý anh em. Sáng nay mình vừa mới về được đôi JBL 4350. Đôi loa rất là to và khủng của hãng JBL ha. Dòng này thì ở Việt Nam cũng không có nhiều. Cái thứ nhất là giá nó cao, và thứ hai nữa là nó to nặng, thành ra là cái khâu vận chuyển nó cũng khá chi là không an toàn, đúng không? Nhưng mà sáng nay thì mình về được một đôi rất đẹp luôn. Đôi này phải 4 người khiêng mới nhẹ nhàng được, chứ còn nếu mà 2 3 anh em khiêng thì phải vật vã vật lộn với nó, hơi nguy hiểm. Chắc ăn thì cũng phải 4 người. Thì nó rất là nặng, mình chưa có cái cân để mình cân chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nó nặng lắm. Nó xài tới hai cái củ bát 40 cơ mà. Củ của nó là củ 2231A. Nó mục viền hết trơn. Giờ mình phải tháo ra để đi Việt Hùng làm viền rồi về test nhạc cho anh em. Tai Noi để JB, những cái hàng audio lớn làm viền mút thì đều bị mục như này ha. Anh em biết thì chơi, còn không biết thì chạy mất dép, chứ đừng có nói mấy trăm triệu đúng không? Mục viền hết trơn. Củ mít của nó, củ mid của nó củ 30 luôn. Nó bằng với củ bass của các loa khác. Củ mid là 2202A. Đó. Rất đẹp ha, nó còn cả mốc meo mấy chục năm rồi. Cái này thì mình lấy chổi mình quét sơ sơ là ok thôi. Quét sơ sơ cái là nó đẹp keng ra liền. Zin nguyên bản và nguyên thủy ha. Anh em có thể ngắm bộ củ của nó này. Nhìn cái bộ củ không là thấy ghiền rồi đúng không? Dòng này thì nghe rất là phê và sướng. Ai, anh em thấy thùng lộ là mình đã tháo cái củ loa ra rồi ha. Còn cái chép với cái mid kèn ở trong này thì mình để nguyên. Đó. Bộ phân tần của nó này. Tất cả là zin nguyên bản, hàng về từ Nhật anh em ha. Đấu giá ở Yahoo Nhật. Nguyên bản từ con ốc luôn, bụi còn chưa lau. Đôi này mình làm viền và mình sẽ dọn sơ lại, rồi mới chọn âm ly khủng khủng một tí ghép vào để anh em thưởng thức âm thanh. Anh em đừng quên đăng ký kênh của Thái Audio để nhận được cái chất âm của sản phẩm này, cũng như là nhiều các sản phẩm audio khác ở bên mình nhé. Thì mình có băng cối này, có âm ly đèn, có tùm lum tựa lửa, kể ra thì nhiều lắm. Anh em cứ đăng ký kênh hoặc muốn cần tư vấn gì thì cứ alo vào số điện thoại của mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em có cái hợp lý mà chơi, đỡ mất tiền học phí nhiều anh em ha. Đó, anh em yêu mến kênh của mình thì đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Bây giờ mình sẽ đi làm viền, dọn cái đôi loa này và test nhạc cho anh em thưởng thức. Xin chào, hẹn gặp lại.